Làm nồi cho xe Yamaha Kushi tại điểm xe khách. Xe này bị chạy tuột nồi nóng máy nha, hao xăng ha, để lì. Anh em nào chạy xe Yamaha Kushi cứ qua tìm chiếc xe Khánh ha, tới địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Đây là Khánh có nhận làm full máy, full nồi cho anh em, bao chạy nhẹ, xe bền, mạnh, bốc, tiết kiệm xăng. Anh em liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng cho anh em ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535, mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. Yamaha Kushi, chiếc xe này rất là dễ thương anh em ha. Đây, chào tất cả anh em.